Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và hướng tới Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Bảo Yên vừa tổ chức gặp mặt các nữ lãnh đạo quản lý của huyện. Trong không khí ấm áp thân tình của buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, phụ nữ huyện Bảo Yên nói chung và đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các cấp nói riêng đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của địa phương. Qua đó, ngày càng nâng cao vai trò vị thế của nữ cán bộ trong công tác lãnh đạo quản lý cũng như trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành tại địa phương đơn vị kinh nghiệm về vận động hội viên phụ nữ nông thôn tham gia vào các phong trào của hội và xây dựng gia đình hạnh phúc. Cũng trong dịp này, Liên hiệp Phụ nữ huyện Simacai đã tổ chức biểu dương 13 chi hội và 27 chị em phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Năm năm qua, Hội Phụ nữ huyện Simacai đã vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đã phát hiện giới thiệu 78 gương điển hình tiên tiến để các chị em học tập làm theo, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay trên các lĩnh vực tiêu biểu như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Bản Thần, Bản Mế, Nàn Xín, Lùng Xui. Tại hội nghị, Hội Phụ Nữ huyện cũng đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của hội trong năm 2020. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Simacai đã biểu dương và khen thưởng cho 13 tập thể, 26 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của Hội Phụ nữ giai đoạn 2015-2020. Huyện ủy Văn Bàn vừa tổ chức công bố và tra quyết định của Ban Thường vụ đối với 3 cán bộ được điều động về công tác tại hai xã Nậm Mả và Nậm Dạng. Theo đó, tại xã Nậm Mả, Ban Tổ chức huyện ủy Văn Bàn đã công bố các quyết định, điều động, chỉ định đồng chí Trần Văn Thành, huyện ủy viên, bí thư đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Văn Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021, tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư đảng bộ xã Nậm Mả, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để hội đồng nhân dân xã bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2019-2021 đồng chí Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Võ Lao được điều động giới thiệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nậm Mả hiệp thương cử tham gia ban thường trực giữ chức vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024. Tại xã Nậm Dạng, đoàn công tác đã công bố quyết định điều động chỉ định đồng chí Bùi Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm bí thư đoàn xã Văn Sơn, tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức phó bí thư thường trực đảng ủy xã Nậm Dạng, nhiệm kỳ 2015-2020. Ba cán bộ được điều động đợt này đều là cán bộ công chức thuộc xã Văn Sơn và xã Võ Lao cũ, nay đã sắp nhập thành xã Võ Lao. Công tác luân chuyển điều động cán bộ là một trong những biện pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, huyện Văn Bàn đã thực hiện luân chuyển điều động cán bộ tại 16 trên 22 xã của huyện. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, đưa ra được những phương hướng nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ 5 năm tới, đến nay công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã Bản Lầu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chuẩn bị hoàn tất. Các phong trào thi đua sản xuất phát triển kinh tế được phát động Tạo nên không khí thi đua sôi nổi, chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bản Lầu đã thành lập tiểu ban phục vụ đại hội như tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban xây dựng văn kiện, tiểu ban an ninh trật tự. Để đại hội được tổ chức thành công vào trung tuần tháng 5, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Bản Lầu lần thứ 22 đã cơ bản hoàn tất. Để thực hiện cái chỉ thị 35 thì Đảng bộ xã Bản Lầu đã xây dựng các cái tiểu ban giúp việc tiểu ban về xây dựng văn kiện thế và về tiểu ban về nhân sự để thực hiện đúng theo cái hướng dẫn của cấp trên đối với lại các cái tiểu ban này thế và đều có những cái tham gia ý kiến và thảo luận từ ở cơ sở đặc biệt là đối với cái công tác nhân sự thì hết lựa chọn rất là kỹ lưỡng theo đúng quy trình một trong những nội dung quan trọng được đảng bộ xã Bản Lầu đặc biệt chú trọng đó là công tác xây dựng văn kiện đại hội. Trong đó báo cáo chính trị tập trung đánh giá rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, đề ra định hướng cho công tác xây dựng, phát triển đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã Bản Lầu trong giai đoạn tới. Đảng bộ xã đã nhiều lần tổ chức hội nghị lấy ý kiến ở các tri đảng bộ cơ sở, trong nhân dân với nhiều đóng góp tâm huyết, sát thực ở nhiều lĩnh vực. Các cái cuộc họp tuyên vận hàng tháng thì đảng ủy đều đưa ra những cái, cái 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 mục tiêu cũng như là cái việc tuyên truyền chuẩn bị cho cái công tác đại hội tới đây là làm sao cho bà con rồi là cho các cái chi bộ là thực hiện tốt những cái chủ trương và cái nghị quyết của đảng bộ đã đề ra để phát triển kinh tế rồi là xóa đói giảm nghèo, đời sống bà con là ngày càng một ngày một đi lên. Đảng bộ xã cũng tập trung xây dựng báo cáo chính trị báo cáo trung tâm để trình đại hội nhiệm kỳ khóa hai mươi hai và trong cái báo cáo trung tâm này cũng đã đặt ra cái thứ nhất là đối với các cái mục tiêu tổng quát và mức độ hoàn thành của nhiệm kỳ trước và đề ra cái phương hướng nhiệm vụ cho cái nhiệm kỳ tiếp theo. Và đặc biệt là những cái mục tiêu đột phá về phát triển kinh tế, duy trì cái phát triển kinh tế, nâng cao cái thu nhập cho người dân thế và về công tác phát triển đảng viên mới cũng được đặt là những cái mục tiêu rất là cao đối với đại hội. Và đây cũng như là những cái chỉ tiêu, mục tiêu mà được các cán bộ đảng viên các chi bộ là thảo luận tìm ra được những cái giải pháp cho cái nhiệm kỳ tới này. Đến thời điểm này, 21 trên 21 tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc đảng bộ xã Bật Lầu đều đã tổ chức xong đại hội. Đội ngũ cán bộ được bầu vào ban chi ủy đều có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và thực tiễn. Với 22 mục tiêu tổng quát đưa ra, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ giúp cho xã Bật Lầu có bước phát triển, năng động, bền vững hơn trong thời gian tới. Thành phố Lào Cai hiện đang triển khai thực hiện công tác vận động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Lào Cai năm 2020, qua đó nhằm đảm bảo và có thêm nguồn lực thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, ưu tiên thực hiện đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong năm nay, thành phố Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ được ít nhất trên 320 triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em của thành phố. Toàn bộ số tiền vận động được sẽ thực hiện hỗ trợ trẻ em phẫu thuật khuyết tật, phẫu thuật tim bẩm sinh, hỗ trợ sữa cho trẻ em suy dinh dưỡng, hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, bị tai nạn thương tích, bị đuối nước, trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày tại các bệnh viện thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ đột xuất cho những trẻ em bị tai nạn rủi ro thương tích hỗ trợ tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi tết trung thu khai giảng năm học mới diễn đàn trẻ em các cấp hỗ trợ trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại các trường mầm non thuộc thôn đặc biệt khó khăn để đạt được mục tiêu này, thành phố Lào Cai hiện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ quỹ. Thêm vào đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Lào Cai sẽ phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo nguyện vọng của các tổ chức cá nhân có tấm lòng hào tâm. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyên cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hát hơi Đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa. Tăng cường lưu thông không khí trong phòng. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Những năm gần đây, bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà đã tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là việc phát triển các kỹ thuật cao. Đáng ghi nhận là một số kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có bệnh viện tuyến trên thực hiện nay đã được triển khai áp dụng thành công ngay tại bệnh viện đa khoa huyện. Bệnh nhi Lý Hoàng Hiệp, thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố vừa được sinh ra cách đây ít ngày tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà. Bé sinh ở tuần thứ 34 nặng khoảng 2 kg và phải chăm sóc tại lồng ấp của khoa nhi bệnh viện. Đến nay qua một thời gian ngắn chăm sóc, các chỉ số sống của bé đều phát triển tốt và ổn định. Người thân của gia đình bé đều cảm thấy rất phấn khởi và yên tâm khi bé được chăm sóc tốt tại bệnh viện địa phương. Bệnh nhân như con tôi thì bây giờ được ở đây chăm sóc rất là tận tình chu đáo và không phải chuyển lên cái tuyến trên là tôi thấy rằng được chăm sóc như vậy là rất là an tâm. Khi mà được đầu tư đầy đủ trang thiết bị máy móc thì cũng đã hỗ trợ rất là nhiều trong cái công tác điều trị cho những cái trẻ sơ sinh suy hấp nặng mà người ta không có điều kiện để chuyển đi tuyến trên. Thì chúng tôi cũng đã điều trị được thành công khá là nhiều trẻ sơ sinh đẻ non tháng có biểu hiện suy hấp nặng. Với phương châm đầu tư cho các chuyên khoa sâu để chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, hiện nay phẫu thuật nội soi đã trở thành kỹ thuật mổ thường xuyên tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà. Bên cạnh đó, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật ngoại khoa phức tạp như kết hợp xương, phẫu thuật cắt tạng cấp cứu, lấy sỏi tiết niệu, sỏi mật, phẫu thuật cắt amidan và làm chủ hơn 400 kỹ thuật vượt tuyến. Thời gian qua, phong trào thanh niên sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên đã diễn ra sôi nổi. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương và tạo công an việc làm cho đoàn viên thanh niên. Huyện Bảo Yên hiện có trên 170 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập trên 50 triệu đồng một năm. Trong đó có 50 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng một năm, thông qua các mô hình kinh tế này đã khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển đồng thời giải quyết công an việc làm thường xuyên và theo thời vụ cho nhiều thanh niên người dân địa phương để có được thành công đó huyện đoàn bảo yên đã thực hiện tốt việc phát động và triển khai thực hiện phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ở địa phương đồng hành giải quyết tốt những khó khăn về nguồn vốn khoa học kỹ thuật và đầu ra sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp đặc biệt huyện đoàn bảo yên đã chú trọng thực hiện hiệu quả việc khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động sáng tạo khởi nghiệp trong các bạn trẻ đồng thời khuyến khích đoàn viên thanh niên quan tâm hỗ trợ nhau cùng khởi nghiệp phát triển kinh tế. Từ đó đã có 21 mô hình liên kết phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ được hình thành và hoạt động hiệu quả, giúp giải quyết khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Simacai luôn gặp khó khăn trong công tác phát triển rừng bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi, độ dốc lớn, nhiều núi đá và thường xuyên thiếu nước, Năm 2018, cây thông mã vĩ đã được đưa vào trồng, bước đầu đã cho thấy triển vọng bởi phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nơi đây. Đây là đồi thông mã vĩ có diện tích lên tới 50 hecta được đưa vào trồng tại thôn Xín Trải, thị trấn Simacai, cách đây một năm rưỡi. Nơi đưa vào trồng thuộc diện đồi đất dốc, bạc màu. Vậy nhưng theo quan sát, cây thông mã vĩ phát triển rất tốt, tỷ lệ sống cao, nhiều cây có chiều cao trên 1 mét. Mỗi một cây có thể một năm thì cho khai thác nhựa được khoảng từ 13 cho đến 15 000 đồng trên một cây. Và cái đơn vị khai thác cái trừ đi toàn bộ chi phí thì các hộ gia đình ngoài cái tiền chi phí trồng cây được nhà nước hỗ trợ tiền bảo vệ rừng là 500 000 đồng trên một ha thì toàn bộ cái tiền này thì hộ dân được nhà nước hỗ trợ cho bà con. Chính vì vậy là cái thu nhập thì tương đối cao, một ha độ khoảng uh, tầm 20 triệu đồng trên một đầu ha. Theo lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Simacai, thì việc đưa cây thông mã vĩ vào trồng hiện nay đã được tham khảo thực tiễn ở huyện Bắc Hà và trong một số hộ dân ở Simacai. Với hiệu quả của cây trồng này, từ nguồn kinh phí trồng rừng phòng hộ, huyện Simacai đã tuyên truyền vận động người dân trồng thông mã vĩ đạt tổng diện tích 118 hecta tại xã Nàn Sán, 53 hecta và 65 hecta tại thị trấn Simacai với cái quy hoạch về đất lâm nghiệp ấy, thì trên huyện Siêu Ca này thì chủ yếu là những cái nơi bà con không sản xuất được lương rẫy. Chính vì vậy là cái hướng đi thì phải tập trung vào cái ưu tiên số 1 là cái cây thông báo vĩ này để bà con nhân rộng. Để chúng tôi là tuyên truyền cho bà con nhân dân rồi. Đấy, những bà con nhân dân mà những cái đất mà bạc màu, đất mà không sử dụng được là canh tác cây trồng lúa trồng ngô thì chúng tôi chuyển toàn bộ cái vùng đất này để làm sao là tận dụng là cái nguồn đất là bỏ hoang mà bà con canh tác để trồng cái cây thông này để làm sao là không cho là cái diện tích của rừng đấy là nó bị mất đi. Đấy. Là cái thứ hai nữa để đảm bảo là cái thông mà vĩ nó tốt thì trong thời gian vừa tới này thì, thì, chúng tôi cùng đang phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Simacai tuyên truyền cho bà con nhân dân và chăm sóc tốt cái số lượng của cây đang trồng. Được biết hiện Simacai cũng đang có hướng đưa giống thông Caribe vào trồng. Đây là loại cây trồng có ưu điểm phát triển nhanh hơn và gỗ lớn hơn thông mã vĩ. Với việc đưa hai loại cây này vào cơ cấu cây trồng sẽ giải được bài toán phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên những diện tích đất trống sa mạc hóa này, đồng thời mang lại thu nhập bền vững cho người dân. Hàng nghìn hecta đất quy hoạch lâm nghiệp không có rừng do thiếu nước, bạc màu, bị rửa trôi, cằn cỗi ở Simacai sẽ được phủ xanh trong tương lai không xa thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình lào cai cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt